Anh em đây là răng hổ hành vô luôn à, cuốn lá lốt. Hổ hành bằm này. Lá lốt này, giống lá chầu cao không? To. Diễm thiếu đâu, đủ rồi mà. Đủ á. Thiếu cây gì được. À, cây đủ dư. À, đẳng cấp của đầu bếp. Này là món này nướng nhậu. Món rắn xào sả ớt nữa. Này có bỏ giờ gì em đeo không? Có. Bỏ cái gì? Bột ngọt đồ tiêu nữa hả? Ừ đó. Cho anh em. Này rắn mình hầm cho nó xương nó mềm á, tại hầu lấy nữa hầm mềm lấy nữa mình bỏ xả xào lăn xả, chứ để xào không nó xương cứng quá. Được không? Gan nấu lên anh em rồi, hổ hành rồi. Đó. Em thấy không? Cho anh em, nãy thiếu lá lốt, giờ mình đi hái lá lốt. Lá lốt ngồi sau ngồi bên kia. Em thấy không? Bãi giữ xe của nhà ông anh. Rất rộng. Giờ đi hai đá lốt nha. Đi đường rừng ác thiệt chứ. Này lá lốt của người ta mà đi hái chậm. Nên mình hái chậm là có ai phát hiện thì mình nói mình xin mấy lá, còn ai phát hiện thì mình hốt. Anh em này, đây là lá lốt này anh em này. Anh em thấy không? Đây là lá lốt rồi. Giờ mình thấy bốn lá, thiếu bốn lá, mình thấy bốn lá không? Giờ thấy nhiều quá. Rồi, thấy bốn lá này nên này là giống lá chầu cao, thì mình tưởng là lá chầu cao thôi. Giờ đi vô. Đây, mở hai lá thềm. Đây cuốn thiếu mấy lá. Đúng không? Đúng rồi anh em ơi. Hổ hành con này 7 lạng á. Này xào xả. Này hầm trước cho nó mềm xương rồi xào xả. Xương bạc xả. Mấy thằng nhóc đợi kia ngồi nó quấn bài á anh em. Mấy thằng đợi. Mấy thằng đợi quấn bài á. Đây là thăm đồ gia vị kiểu mới nè anh em nè, thấy không? Lấy dao bằm ớt. Thường người ta lấy cấu người ta đâm này, mình lấy dao mình bằm. Hấu thiệt. Đây. Đây. Xào xả. Đây. Rồi bỏ vô đi. Nóng dữ. Đây. Nóng.
này rắn bằm chiên lá lốt. Từ lặt quá, tiếng vàng đủ á. Cái này là ăn là tuyệt vời. Tươi. Này đó giờ anh em ăn rắn cuộn lá lốt chiên chưa? Thơm anh em ơi, ha béo quá. Anh em nào ăn thì giơ tay lên làm miếng, không quá chịu xô đói. Ồ, vàng đã không anh em? Thơm. Này nó còn xanh, lấy nữa trở lại chiên lại. Này là vàng được này. Này lá lốt. Đống này thôi chứ no say. Đà. Tươi. Này lấy nữa làm dài dài ve nè, nên là kết hợp với dài ve nữa nó mới ngon. Này chiên thêm hai miếng hai cây nữa. Nó nhận anh em. Chuẩn bị lên dĩ nè. Thơm. Lá lốt này thơm thì cái lốt này đã cuốn thịt bò về, cuốn bò bằm á, ta chiên bán nè. Nem này hút dầu bão quá, hút dầu, chiên này hút dầu bão quá. Chảo cháy, chảo chống dính. Lên dĩ. Khá sáng ha. Chào. Còn chưa ăn chị lên á. Không ăn không? Đó, không ăn chưa không? Rồi, chị lên. Ủa lâu lâu gì không bự? Không bự đâu, không lại đâu. Quế ăn rồi nào luôn trời rồi. Ủa má phụ mà. Giờ nó cứ vợ. Hả? Có đâu, có đi chứ ai mà nó phụ tập ở đó. Ờ, gắn mặt nó cùng nó, chứ ăn là chịu ăn. Đi. Wow. Thấy gì trời ơi, đáng sợ. Xin cho con ổng ở lại. Xin cho con. Con ổng cho ông đi. Ừ, con ổng rồi, mày em dắt lên tổ chức nó ai nó cũng dọn chứ không cần đây làm gì. Cái này mới nhi đăng.